Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Miền Tây Daily. Hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2021. Tính đến hôm nay thì tỉnh Kiên Giang đã thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là được 49 ngày. Ngày đầu tiên giãn cách là ngày 19 tháng 7 năm 2021. Tính đến ngày hôm nay là đã qua 5 đợt giãn cách rồi. Đợt giãn cách đầu tiên là 14 ngày, đợt tiếp theo là đợt thứ hai là 14 ngày, đợt thứ ba là 10 ngày, đợt thứ tư là 7 ngày. Đợt này là đợt thứ năm là 5 ngày, là từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 9 năm 2021 thì sẽ hết đợt giãn cách này. Nhưng mà tới ngày mai không biết có thông báo gia hạn thêm nữa thì chưa biết. Tại vì còn tùy theo cái tình hình dịch bệnh và còn đợi ủy ban tỉnh họp rồi người ta mới kết luận, mới quyết định có giãn cách nữa hay không thì mình chưa có biết, mình phải đợi chờ thông báo. Sáng nay khoảng giờ này hơn 7 giờ hơn rồi thì mình sẽ đi chợ Tắc Gán để mình mua đồ ăn, mua thực phẩm về ăn, nhà hết đồ ăn rồi. Mà như ngày bình thường thì mình đi chợ thì mình chuẩn bị tiền để mình để đi chợ. Còn ngay mùa dịch thì cái thứ quan trọng nhất là không phải tiền mà là cái phiếu đi chợ này nè, có cái phiếu này mới đi chợ được. Cái phiếu này ủy ban nhân dân phường phát cho người dân ở trong phường á, để dành đi chợ trong nội ô phường thôi, không có được đi ra phường khác. Ví dụ ở đây là mình ở phường An Hòa thì người ta phát cho mình để đại diện đi mua hàng thiết yếu tại chợ Tắc Gán, siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn phường An Hòa. Trong cái thời gian 5 ngày từ 2 tháng 9 đến ngày 6 tháng 9 thì chỉ đi một lần thôi. Khi nếu mà đi chợ không có đem phiếu này theo thì sẽ chốt mà ta kiểm tra thì người ta sẽ phạt từ 1 đến 3 triệu đồng nè. Trước cái phiếu này, cái đợt giãn cách lần thứ 3 từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 á, cái đợt giãn cách mà 10 ngày á, thì phường cũng phát cho họ mỗi hộ dân một cái phiếu gì nè. Phiếu này thì 10 ngày đi được 2 lần thì cũng 5 ngày đi một lần. Thì lần trước mình đi thêm một lần rồi, còn lần đi ngày 18 tháng 8, lần chưa có đi thì phiếu này giờ cũng hết hạn luôn rồi. Trước đó nữa, lúc mới ở Kiên Giang mới bắt đầu có dịch đó, phường ta phát cho mỗi hộ dân hai cái màu, một màu trắng và một màu lẻ. Cái hộ ví dụ cái hộ nhà kế bên thì đi ngày đi chợ ngày trắng, còn cái nhà tiếp theo thì đi chợ ngày lẻ để tránh trường hợp tụ tập đông người đó. Là cái lúc mà dịch mới có ở Kiên Giang, cái lúc đó các số ca nhiễm ít đó, thì người ta cho đi chợ cách ngày đi một lần, là một hộ thì đi ngày trắng, một hộ đi ngày lẻ. Sau này thì dịch nhiều lên thì 5 ngày mới đi chợ ăn lần. Rồi bắt đầu mình ra mình lấy xe, mình chạy đi chợ. Các bạn xem clip và thông cảm nha, tại vì mình đi bằng xe Honda đó, mà đi có một mình nè. Một tay mình chạy xe, một tay mình cầm máy quay mình quay á, cho nên hình ảnh hơi rung hơi lắc, các bạn thông cảm nha. Trong mùa dịch này thì mình đi chợ chỉ được đi một mình một người thôi, không có, người ta không có cho đi hai người đâu nha. Này thì mình đang trên đoạn đường từ nhà cho đến đi lại tới chợ Tắc Gán để mình mua đồ, mua thực phẩm về ăn, nhà hết đồ ăn rồi. Đây là đoạn đường Ngô Văn Sở hướng từ Trần Khánh Dư đi xuống Long Quang Ky. Thì mình quay đoạn đường từ nhà đến chợ luôn. Thì các bạn nào nếu không thích xe mà có thể bấm xả qua khúc này. Mình quay để cho nhiều bạn mà ở quê ở Gạch Giá này nè, mùa dịch mà bị đi làm xa không có về được á, thì có thể cũng có một số người ta coi. Thì bạn nào không thích coi có thể bấm xả qua. Mình thì mình không có cắt bớt, mình để đó, mình để mình coi đoạn đường đi từ nhà cho đến chợ Tắc Gán luôn. Đoạn đường này là Mân Kỳ hướng xuống, đoạn đường này là Ngô Văn Sở hướng xuống Long Mân Kỳ, chuẩn bị xuống tới Long Mân Kỳ đó. Thì dịch bệnh rồi thì cũng sẽ qua thôi, nhưng mà mình muốn ghi lại những cái hình ảnh này. Ngày thường thì mình đi chợ rất bình thường, nhưng mà trong mùa dịch đó, thì mình nhất là trong cái thời gian mà giãn cách theo chỉ thị 16 của chính phủ
thì tất cả mọi người đều không được ra đường, chỉ được ra đường là bao gồm những cái lực lượng chức năng đi làm nhiệm vụ trong phòng chống dịch, những người ta đi làm ở cơ quan, xí nghiệp, nhà máy được đó, rồi có giấy đi đường được ra đường, còn người dân thì chỉ được đi ra đường mua những cái lương thực thực phẩm, ra đường có lý do chính đáng mới được ra đường, đi mua đi chợ mua đồ thì phải có cái phiếu nãy mình chia sẻ từ ban đầu rồi đó, chỉ đi ra đường có trường hợp cần thiết thôi, những trường hợp mình nói trên thôi, còn không thì ra đường sẽ bị phạt đó. Người ra gặp chốt chặn mà không có giấy tờ hợp lệ là người ta sẽ phạt từ 1 đến 3 triệu đồng á. Thời gian giãn cách xã hội thì chỉ được đi mua đồ, đi chợ mua đồ ban ngày thôi. Từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau thì không được ra đường. Đó là cái thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Đây tới cái ngã tư Lâm Quang Ki và Phan Thị Gàn rồi đó. Đó, mình vừa qua ngã tư Lâm Quang Ki và Phan Thị Gàn. Thì mình ghi lại những hình ảnh này để sau này dịch nó qua rồi thì mình xem lại một thời mà ở tỉnh Kiên Giang cũng như ở cái nước Việt Nam mình cũng trải qua cái mùa dịch nó như vậy á. Thì giống như ngày xưa Việt Nam mình lịch sử này kia mình chỉ ghi lại bằng giấy mực, mình không có điều kiện để mình quay phim đều lại để mình sau này cho có thể sau này vài năm mình coi lại, hoặc là con cháu sau này để cho sắp thế hệ sau này coi lại đang biết cái trải qua cái thời mùa dịch nó như thế nào. Chứ ngày xưa mình mà muốn ghi lại lịch sử thì cũng hiếm có máy quay để quay lại, bây giờ mình có điều kiện thì mình quay lại để mình coi. Như ngày xưa thời chiến tranh này thì cũng nhờ mấy cái hãng phim phóng viên của nước ngoài quay thì mới có tư liệu của Việt Nam mình thời ngày xưa. Còn bây giờ mình có điều kiện thì mình quay lại để mình để dành coi như là một cái tư liệu sau này để dành xem mình coi. Đây là đoạn đường Lâm Quang Ki hướng về Trần Quang Khải. Trong mùa dịch thì xe cộ rất là vắng. Hầu như là đường nào cũng vậy thôi. Người dân thì ra đường chỉ là đi chợ mua đồ ăn thôi. Ngoài những người đi làm nhiệm vụ thì những người ra đường phải đi mua đồ ăn thì mới được phép ra. Ở đây là tới đèn xanh đèn đỏ Lâm Quang Ki với Lê Hồng Phong rồi đó. Mình mới qua đèn xanh đèn đỏ Lâm Quang Ki với Lê Hồng Phong. Tại quán Lẩu Dâu Tư Gâu rồi đó. Mùa dịch này thì quán xá đều đóng cửa hết nha, không có ai mở gì hết. Chỉ có những mặt hàng thiết yếu như là xăng dầu, điện nước, rồi chợ truyền thống cho mở cửa để cho người dân đi mua đồ, thực phẩm ăn, rồi các cái siêu thị Co.opmart, rồi Bách Hóa Xanh. Co.opmart ở dưới gạch sỏi thì thuộc phường An Bình này. Mình ở phường An Hòa không có đi được siêu thị Co.opmart. Ở phường An Hòa chỉ được đi chợ Tắc Gán nè, với Bách Hóa Xanh ở dòng xe Phan Thị Gàn thôi, chứ không có được đi qua các cái siêu thị và chợ khác. Đây là đường Trần Quang Khải nè. Đó, đường rộng bao la thênh thang luôn, không có xe chạy, chỉ có người ta đi chợ mua đồ ăn thôi. Còn bình thường thì thực hiện chỉ thị 16 thì tất cả người dân phải ở nhà hết, chỉ ra đường mua đồ ăn chứ có công việc gì thật là cần thiết cấp cứu gì đó thì mới được đi ra ngoài. Ra ngoài mà không có việc cần thiết thì bị phạt đó, 1 đến 3 triệu. Rồi trong thời gian giãn cách xã hội thì ra đường không đeo khẩu trang thì cũng bị phạt từ 1 đến 3 triệu. Rồi tụ tập từ 2 người trở lên ngoài nơi công cộng cũng bị phạt từ 1 đến 3 triệu. Cho nên ai cũng ở nhà không à, có công việc gì thật cần thiết người ta mới đi. Đó, mùa dịch thì Nguyễn Kim cũng đóng cửa luôn, không có mở cửa. Rồi tới đây thì mình ghé chỗ cái ATM mình rút tiền. Hôm nay cũng hết tiền rồi, rút tiền mới có tiền đi chợ mua đồ ăn. Đây là đoạn đường Trần Quang Khải nè, đi vào chợ Tắc Gán đó. Những ngày bình thường đoạn đường này tấp nập lắm, bán đồ ăn sáng đồ tấp nập lắm. Từ chỗ Nguyễn Kim dài dài xuống hai bên là bắt đầu người ta bán à. Bán đồ nhiều lắm, bán đồ ăn sáng đồ. Rồi, tới đây là tới cái chốt
chặn dựt giữa chợ ngay ngã tư Phạm Nhật Duật. Cái này vô đường này hả gì anh? Thì đây là mình đang chạy về đường Phạm Trần Nhật Duật nè, đoạn Trần Nhật Duật đến Ngô Gia Tự. Hồi nãy cái đường cái chốt ngay cái chỗ Trần Quang Khải ấy, là cái đường đi ra đi vô chợ thì phải vô cái đường Ngô Gia Tự, vô đường Ngô Gia Tự, còn đi ra khỏi chợ Tất Gán là đi ra đường Trần Quang Khải đó, cái chốt người ta chặn gì đó, ta quản lý một cái đầu vô một đầu ra. Hồi nãy chạy tới cái chốt đó thì phải là cái chỗ ra, còn đi vô thì phải đi đường cái đường Ngô Gia Tự nè. Đây là cái đường Ngô Gia Tự nè, cái chốt để mình đi vào nè. Đây có chốt chặn đi vào chợ. Rồi tới chốt đó thì mình phải đưa cái giấy đi chợ đó cho lực lượng chặn chốt đó, người ta kiểm tra rồi người ta đánh dấu cái ngày vô, ta đánh dấu ngày nay là ngày 5 tháng 9 vô. Đánh dấu vô thì coi như là cái phiếu đó mình hết hạn sử dụng rồi đó. Vô đây mình mua đồ xong bước ra cái là coi như là không còn được đi chợ này nữa đó. Là cái phiếu đó là hết hiệu lực rồi đó. Chỉ đi được một lần trong vòng 5 ngày, từ ngày 2 tới ngày 6 tháng 9 thôi. Bữa nay ngày 5 mình đi là coi như cái phiếu rồi nãy đưa cho chốt rồi người ta đánh dấu cái là hết hiệu lực rồi đó. Vô tới chợ rồi thì ở trong này mình có cái nhà một người quen, mình gửi chiếc xe Honda trong nhà người ta. Để mình đi lội bộ, mình quay vòng vòng, mình quay một vòng chợ Tất Gán cho các bạn xem, coi coi mùa dịch tình hình chợ nó bán như thế nào. Đây, mình bắt đầu đi vào chợ đó, cái hướng từ đường Ngô Gia Tự đi xuống chợ Tất Gán đó. Đây là cái sạp thịt heo. Cái sạp thịt heo này mình xin dừng lại mình chia sẻ với anh chị em bà con cô bác các bạn một tí. Thì hôm trước cái ngày 18 tháng 8 á, mình có đi chợ một lần. Thì ngay cái ngày đó là ngay cái đợt mà Bách Hóa Xanh đóng cửa, toàn bộ hệ thống Bách Hóa Xanh ở Gạch Giá đóng cửa hết. Là lý do là có cái đợt đó là một cái người tài xế mà chở hàng cho Bách Hóa Xanh từ Sài Gòn xuống giao cho toàn hệ thống Bách Hóa Xanh ở Kiên Giang, người đó bị nhiễm Covid cho nên toàn bộ Bách Hóa Xanh phải bị đóng cửa nguyên hệ thống. Cho nên cái ngày 18 tháng 8 á, mình có đi chợ một lần, là nguyên cái chợ Tất Gán là không còn chỗ nào bán thịt heo hết. Bữa đó người ta săn lùng thịt heo tôi mua chỗ nào cũng hết. Cái lúc đó mình tính đi về rồi, sao mà tình cờ cái chỗ này tôi mới đem thịt lại, chỉ còn duy nhất cái tiệm này bán mà mua thì giống như là giành lộn vậy đó. Đâu có cần hỏi giá gì đâu, đứng ở ngoài cổng dây đó, người ta có vào cổng dây đó, cứ mua ai mua gì thì nói em ký đùi, em ký sườn, em ký bà gọi đó, nói là người ta chặt ra, chặt không kịp vậy đó, chặt rồi đưa tiền, không có cần hỏi giá gì đó. Ký nhiều thì người ta nói giá, đưa tiền, không có trả giá, không có lựa thịt gì, chứ không phải như ngày thường mà lựa thịt gì đâu, không có đâu. Thịt nó hiếm cái gì, trong cái ngày đó là hệ thống Bách Hóa Xanh ta đóng cửa cho nên dồn lại chợ Tất Gán. Cái ngày đó là chợ Tất Gán hết thịt luôn. Lúc mình đi về rồi tình cờ mình thấy mà người ta bán cũng không đủ, không phải người ta không muốn bán nhưng mà người ta để dành mối, người ta dặn trước rồi người ta phải chừa thịt cho mối, còn bao nhiêu người ta mới bán. Cái bữa đó là quá trời thịt khan hiếm luôn. Đây, đây cái tiệm này nè, mùa dịch này là mua đồ khỏi lựa nha. Cứ kêu là chặt là lấy, khỏi lựa, không như ngày thường mà lại lựa sạp này sạp kia ngon mới mua. Ở cái sạp thịt heo của bà chị bên đối diện bên đây nè, chỉ có để bán giá nè, đùi 100, giò 90, ba gọi 120, đó, chỉ có để bán giá. Các bạn thông cảm nha, tại vì đi chợ buổi sáng, lúc này vô chợ chắc cỡ 7:30, 7:40 gì đó. Nắng nó chiếu ngược cho nên nó hơi chói cái camera, các bạn thông cảm nha. Đó, quang cảnh của chợ Tất Gán, đường Ngô Gia Tự.
ngày 5 tháng 9 2021 trong mùa dịch Covid, trong lúc tỉnh Kiên Giang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 nó như vậy đó. Thấy vắng ha. Ngày thường người ta bán đồ sang sát với nhau, kế bên nhau nhiều lắm. Bây giờ lâu lâu xa xa mình theo mình thấy thì chắc khoảng 1/5 của ngày thường thôi. Tiệm bán ít lắm. Học dịch lộn bữa hổm mình đi ngang là 40-45 ngàn lận nha. Ngày thường học dịch lộn là có 30, 33, 34, 35, nhằm khi 36 rồi. Ngày bây giờ dịch bệnh học dịch lộn hiếm hay gì không biết mà 40-45 ngàn. Nói chung chợ bán thì ít người bán hơn ngày thường, nhưng mà thấy bán cũng đủ đồ, thịt heo, cá, mắm, đồ tươi rồi. Mình đi quay thôi chứ mình không có hỏi giá, tại vì mình đi dạo một vòng xem, quay cho các bạn xem, rồi mình mới lấy xe mình mua rồi mình về. Tại vì mình không có mua đó, mình hỏi giá sợ người ta chửi, cho nên mình không có dám hỏi giá. Phải mình mua thì mình hỏi giá, chứ mình không mua mình hỏi giá cho người ta chửi mình. Đây, cá mắm đầy đủ. Mình quay chỗ bán cá của bà chế này, bà nói là quay mặt của chị nha. Cá cũng nhiều lắm, cá biển. Đây, đi dài dài xuống chiều chợ, hai bên người ta bán đồ cũng ít lắm. Cá, thịt heo, đồ tươi cũng đầy đủ, nhưng mà cái số lượng người bán ít, người ta đi chợ cũng ít, cũng không có đông. Đây là cái chỗ bán gà vịt làm sẵn nè. Chỗ cái đường này, theo cái dãy này, ngày thường tới hình như là, mình nhớ cái 2-3 chỗ bán gà vịt lắm. Gà vịt làm sẵn, mà vịt này còn mình nên có chỗ của bà chị này mở cửa. Dưa hấu, các bạn thông cảm nha, mình quay nó bị ngược nắng á, nên cái camera nó bị chói. Thịt heo, bữa nay thịt heo nhiều luôn, thịt heo bao luôn. Bữa mà Bách Hóa Xanh đóng cửa rồi thịt heo không có. Đi mua muốn giành lộn với nhau mua. Đó, đó là cái đoạn đường Ngô Gia Tự đó. Chợ mùa dịch thì vắng, người ta không có mở cửa, không có bán đông như là ngày thường. Có một số người ta đóng cửa, người ta không có bán. Người đi chợ cũng vắng. Đi tới chỗ này gặp cái anh này, anh bán bánh trung thu, bánh bía rồi mới biết là gần tới trung thu. Dịch bệnh cái kì cũng quên để ý luôn. Bữa nay là ngày 29 tháng 7 âm lịch rồi, cũng gần tới trung thu rồi. Điền vòng ở trước mới mua. Có học dịch lộn không vậy chị? Không chứ hả? Không. Đây là đang ở trong chợ Tất Gián nè, cái đoạn đường Ngô Quyền hướng từ đường Ngô Gia Tự cho đến đường Trần Quang Khải, vắng ha. Ngày thường bán đồ sang sát với nhau.
Dịch này thì xa xa mới có cửa hàng bán đồ. Ta bán đồ tươi rau củ cũng đầy đủ đó, nhưng mà ít người bán thôi. Đó, khúc này thì vắng, không có người bán luôn này. Không, điên vòng chút xíu coi cái mua gì chút lại mua. Dạ dạ. Ngày thường cái chợ Tất Gắn này đông lắm, đi là kẹt xe, đi nhích nhích vậy đó. Giờ mùa dịch thì vắng, ít người bán, người đi chợ cũng ít, không có như ngày thường. Như ngày thường thì mình muốn ở người dân ở Gạch Giá thì người ta muốn đi chợ nào cũng được. Đi chợ Tất Gán, chợ Gạch Sỏi, chợ Vĩnh Bảo, chợ 30 tháng 4. Nhưng mà trong mùa dịch này thì người dân ở phường nào chỉ được đi chợ ở phường đó thôi. Ở phường An Hòa thì đi chợ Tất Gán thôi, đâu có đi được chợ Gạch Sỏi. Đâu có biết ở như mình ở An Hòa thì từ mùa dịch giờ mình cũng đâu đi chợ Gạch Sỏi được đâu. Đâu có biết tình hình tôi buôn bán ở bên chợ Gạch Sỏi nó như thế nào đâu. Thì ở phường nào chỉ được đi phường đó thì mới biết thôi, không có qua chợ ở phường khác được. Thì những người mà ở phường khác thì đâu có đi chợ Tất Gán được đâu, cũng đâu có thấy được những cái cảnh như thế này, cảnh mà chợ Tất Gán trong mùa dịch nó như vậy đâu. Nãy giờ đi thấy cá biển nhiều, cá biển với thịt heo nhiều. Ở chợ Tất Gán này thì phong phú lắm, ngày thường bán phong phú. Tại vì giáp với ganh với địa xã Thạnh Lộc của huyện Châu Thành đó, cho nên người dân ở trong xã Thạnh Lộc ta đem ra cá đồng rồi rau người ta trồng nó đem ra bán đồ nhiều lắm. Nhưng cái đó là ngày thường thôi, dịch này thì cũng bớt lại. Chợ cá nó chung là bán cũng đồ đầy đủ lắm, đồ đồng, cá đồng rồi đồ biển,
rau cải đâu đầy đủ. Đây là tới ngã ba của Trần Quang Khải này nè. Đó, ở đằng kia chỗ đường Ngô Quyền ta có chặn cái chốt ở đầu vào đó, không có cho vô. Chỉ vô được cái đường Ngô Gia Tự thôi. Ra thì ra đường Trần Quang Khải. Chặn chốt đó thì người nào vô thì trình giấy tờ vô. Đây có chỗ này bán trái cây ngon quá nè. Cam, ổi, thanh long rồi đó, rồi mấy anh chàng này bán nè, đó. Cam bổ sung vitamin C, dưa hấu, tóc, bự không? Quay mấy mặt hàng mình bán cho nó có quay chị đâu. Con này là con cá he phải không chị? Con bự bự không ha. Cái đoạn đường này ngày thường người ta đem cá người ta bán rồi muốn giữa lộ luôn vậy đó, đi không muốn lọt luôn vậy đó. Giờ vắng vẻ, cũng ít người bán, xa mới có người bán, đa số là đóng cửa nhiều. Nay đi thấy bán cá biển với thịt heo nhiều, cá đồng thì có chỉ một hai sạp bán thôi. Thank you.
Đây là đoạn đường Trần Quang Khải nè, vắng cũng ít người bán. Chỗ này bán cá đồng, cá rô, cá điêu hồng, cá ba sa rồi, cá lóc nữa, cá đồng với cá biển luôn. Tới đây là tới ngã tư Chu Văn An, ngã tư Chu Văn An với Trần Quang Khải đó, đường Chu Văn An hướng về Ngô Gia Tự đó. Đường Chu Văn An hướng về trường cao đẳng cộng đồng đó, ở ngay trước trường cao đẳng cộng đồng có chặn cái chốt đó, nghĩa là chặn tứ phía hết, mấy cái đường nào mà có đường vô chợ là chặn hết, chặn chốt, khi kiểm tra giấy tờ mới cho vô. Ở đây có cái lò bánh mì người ta có mở nè, người ta có bán bánh mì nè. Dịch bệnh thì nguyên cái chợ không thấy ai bán cái gì ăn sáng hết trơn, chỉ có cái tiệm này, chị này ngay lò bánh mì, chị này chỉ có bánh mì nè, mình mua hai ổ bánh mì về để ăn sáng. Nãy giờ mình cũng đi một vòng rồi đó, từ đường Ngô Gia Tự vòng xuống đường Ngô Quyền rồi vòng lên đường Trần Quang Khải, coi như là cũng muốn hết chợ Tắc Cán rồi đó. Cái đây là đường Trần Quang Khải hướng về Nguyễn Kim nè. Thank you.
Bữa nay thì hệ thống Bách Hóa Xanh mở cửa lại bình thường rồi ha. Bách Hóa Xanh nhưng mở cửa. Phía trước là cái chốt đó. Cái chốt này là cái đường ra. Đi vô thì đường Ngô Gia Tự. Đi ra thì đường Trần Quang Khải. Đây là ngã tư Trần Nhật Duật nè. Rồi nãy giờ mình đã đi dạo một vòng coi như là giáp chợ Tắc Ráng rồi đó. Từ cái lúc mà cái chốt chặn đi vô cho tới cái chốt chặn đi ra. Thì một vòng rồi đó cho các bạn xem. Giờ mình sẽ lại bộ vòng về. Lại bộ vòng về đường Ngô Gia Tự. Chỗ cái chốt hồi nãy để mình lấy xe rồi mình mua đồ mình đi về. Đây là đang lội trên đường Chu Văn An nè. Đường Chu Văn An hướng về Ngô Gia Tự đó. Sau khi mình đi một vòng lại chỗ đường Ngô Gia Tự, chỗ cái chốt đầu vào, mình lấy xe rồi mình quay lại chỗ này, mình mua cá. Cá điêu hồng là 1 ký 60 ngàn, cá he là 1 ký 120. Lúc ngày thường bữa hổm mình mua con cá he là 1 ký tới 150, xong dịch này ta bán có 120 không biết. Rồi, về mua đồ xong bây giờ mình trên đường về. Về thì mình về đường Nguyễn Dương Trực. Đây là tới ngã tư Ngô Gia Tự rồi đó, chỗ khách sạn Sài Gòn Gạch Giá nè. Hồi nãy mình đi thì mình đi đường Lâm Quang Ki, chỗ xuống Trần Quang Khải. Bây giờ mình về mình sẽ về đường Nguyễn Trung Trực. Tại mình đi mình quay cho các bạn xem coi cái lúc đi chợ trong mùa giãn cách như thế nào. Mình cũng quay nhiều đường để cho các bạn cùng xem. Đây là đường Nguyễn Trung Trực hướng về cầu quay nè. Đường Nguyễn Trung Trực là một đường chính, đường trục chính lớn của thành phố Rạch Giá. Rồi mùa này thì vắng xe. Nói chung là chỗ nào cũng vậy thôi, đường nào cũng vắng xe. Đây là tới ngã tư Lê Hồng Phong rồi nè. Mình chạy về Nguyễn Trung Trực tới chỗ dòng xây Phan Thị Ràng thì có cái chốt nha. Tới cái chốt đó thì qua cái chốt đó thì mấy cái anh ở chỗ chặn chốt đó thì, qua chốt thì người ta giữ lại tờ giấy đi chợ của mình rồi. Coi như là mình đi chợ rồi là hết hiệu lực rồi, người ta thu lại luôn rồi. Là coi như trong 5 ngày này, từ ngày 2 đến ngày 6 mình đi chợ 1 lần, vậy là xong rồi đó. Là người ta giữ cái giấy đi chợ của mình đó. Mình cũng xin chia sẻ cho các bạn cùng xem cái đi chợ trong mùa dịch nó như vậy đó. Video của mình đến đây cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý cô chú, anh chị em và tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi người xem video nếu thấy yêu thích thì hãy cho mình xin một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách là nhấn đăng ký kênh. Và xin chúc cho tất cả mọi người nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua dịch bệnh. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.